không còn thời gian suy nghĩ nữa đâu. Nếu như mà chậm trễ là mắt cô ấy không còn hy vọng nữa. Nhưng mà tôi biết là cô đang lo về chuyện giấy tờ và thủ tục. Hãy để tôi đưa cô ấy đi trước, rồi một người làm thủ tục vào sau. Chúng tôi phải bàn mọi chuyện với người lớn trong nhà rồi mới quyết định được. Tôi đã đặt vé máy bay, đưa Bảo Anh đi càng sớm thì cơ hội phục hồi càng cao. Vậy thì đưa chị ấy đi đi. Tất cả trong cậy ở anh. Nó đã đưa cô ta sang Úc. Cô có hối hận không? Ý của bà là tha cho tình địch, rồi bây giờ đứng nhìn kẻ đó chiến thắng. Tôi không hiểu ý của bà. Đừng nói với tôi, trong chuyện bắt cóc Bảo Anh, cô không liên can gì hết. Sau cuộc nói chuyện giữa cô và tôi, con trai tôi đã nhận được bản số xe của đám bắt cóc đó. Tôi thật sự không biết gì hết. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Cô sẽ nhận được tiền công xứng đáng. Bà chấp nhận một người con dâu như vậy sao? Đã là số phận, đành phải chấp nhận thôi. Anh tìm được chưa? Cậu cứ lo cho bản thân trước đi. Khi nào có thông tin gì, tụi nó sẽ gọi. Cậu làm nhiều việc cho người ta như vậy, nhưng lại không muốn cho người ta biết. Vậy cậu làm để làm gì? Trả nợ. Tai nạn ngày xưa. Đừng nói nữa. Bây giờ người ta có người mới rồi. Đủ rồi. Anh ra ngoài đi. Mình chết không ai thương mình đâu. Cậu tự lo cho bản thân trước đi. Gạo nếp gạo tẻ phần 2, 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên Vi Giải Trí. Đăng ký ngay combo Vion VIP và 4 kênh ca cộng giảm giá 30% chỉ có ở Vion.